Em xin chào tất cả các anh chị, nhà tư mình đã tới với kênh của nhóm Mala Investment. Thì em là Thành, hôm nay em đại diện nhóm Mala Investment cũng số có chia sẻ về góc nhìn định lượng cũng như thị trường chứng khoán kỳ nghỉ 11 tháng 8 2022. Thì đầu tiên là em sẽ nói về thị trường. Thì hôm nay á, là VN Index kết phiên ở vùng 1252. Thì hôm nay cũng là một phiên gọi là làm cho các anh chị nhà tư mình cũng có một cái tâm lý bắt đầu tiêu cực đi. Thì bắt đầu là hôm nay VN Index có một cái lúc mà tăng lên cao nhất là 1268 và thấp nhất là 1245 và kết phiên ở 1252. Thì anh chị mình có thấy này, đầu tiên đó là VN Index có một cái cây nến rất là dài, một cây nến dài và làm cây nến đỏ, tức là ám chỉ là xu hướng giảm, tức là hôm nay tổng quan là giảm. Thì trước đó đó là các cây nến bắt đầu là nhỏ, có các những cái ngọn cái râu nến nè, nhưng mà sau đi ngang tại một vùng giá là vùng 1257 1260. Thì như hôm qua có phân tích á, thì VN Index sẽ có thể có hai kịch bản. Một á, là tích lũy đi ngang đủ vùng 1257 59 này, xong sau đó có phiên tăng giá mạnh vượt khỏi vùng 1260. Thì khi đó đó VN Index khả năng là do quá tốt, thị trường quá tốt cho nên sẽ tăng điểm tiếp. Còn hai á, là khả năng là đi ngang và do là cái lực cầu yếu dần, thì khi không nguồn cung mà họ tham gia á, sẽ làm cho VN Index giảm điểm, thì sẽ điều chỉnh về cái vùng 1240. 1240 em đánh giá là vùng 1240 có thể là sẽ gọi là thu hẹp đại giảm. Thì cái phiên ngày hôm nay á, nó đang cho em thấy là khả năng á, nó sẽ rơi vào kịch bản thứ hai nhiều hơn. Tại vì kịch bản đầu tiên là phải thường á, có những cái phiên gọi là tăng mạnh lên và với thanh khoản cũng khá là cao, nhưng mà phiên này á, là một phiên giảm mạnh, không phải lộn, một phiên giảm với cái nến dài này với cái thanh khoản khá là lớn, thì hôm nay gọi là cái giá trị giao dịch của ngày hôm nay khá là cao. Trước đó là một xu hướng tăng, sau đó đi ngang, thì hôm nay là một phiên giảm với thanh khoản khá là lớn này, tức là sẽ đánh gãy cái xu hướng tăng trước đó, thì khả năng là VN Index sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Thì em cũng chúc mừng cho anh chị nhà đầu tư nào mà nếu trước đó có xem video và đã thực hiện theo cái mà em đã khuyến nghị, tức là anh chị mình bán hết 70% cổ phiếu đi, mình chỉ giữ khoảng 30% thôi, thì hiện tại bây giờ mình có thể đợi để mà dùng 70% tỷ trọng kia để mình tham gia thị trường ở lại quanh vùng 1240 này. Thì khi nào thì VN Index giảm điều chỉnh rồi kết thúc điều chỉnh, thì khi đó đó anh chị mình thấy là thường cái phiên giao dịch đầu tiên á mà đảo chiều xu hướng á, thì nó sẽ có sự khác biệt. Đầu tiên ví dụ như là một cái nến dài với một thanh khoản bán khá là mạnh, thì khi mà để biết khi nào mà điều chỉnh xong á, là sẽ là một cây nến ngắn và thanh khoản thấp dần. Thì anh chị mình giống như cũng đã thấy đây này nè, khi mà VN Index vừa khỏi vùng 1215 á, tăng mạnh lên, xong rồi tới vùng 1256 này bắt đầu đi ngang và có những cái nến xanh bắt đầu nó nhỏ nha, nhỏ nến xanh nhỏ và thanh khoản mua thấp đó. Thì khi mà giảm cũng vậy, thì giải giảm về một vùng giá nào đó, thì cái cây nến đỏ nó sẽ ngắn và cái thanh khoản cũng sẽ thấp, thì khi đó sẽ cho chúng ta thấy là bên bán đã yếu đi rồi, thì có khả năng là bên mua nhảy vào mua á, thì sẽ tăng mạnh trở lại. Thì như cái khuyến nghị trước của em á, là anh chị mình vẫn tiếp tục chờ đợi khi nào mà VN Index điều chỉnh mà em thấy dấu hiệu là đã điều chỉnh xong rồi, thì mình sẽ tiến hành tham gia lại thị trường. Thì cái kịch bản số 2 á, là kịch bản VN Index điều chỉnh á, là em đánh giá là hiện tại là khả năng là kịch bản nó cao hơn khá là nhiều á, trừ phi sau phiên này có cái phiên nào đó mà cái cây nến nó tăng trở lại, nó tăng khoản cũng khá là cao, tức là áp cho chúng ta thấy là cái sức mua vẫn còn đó, họ vẫn còn tham gia, thì khi đó mới quay trở lại là kịch bản một cũng có khả thi. Còn hiện tại bây giờ kịch bản 2, tức là điều chỉnh về vùng 1240 này đã khả thi hơn rồi. Thì em cũng điểm qua một số các thông tin đặc biệt về nhóm mã đột biến. Thì hôm nay là các mã đột biến là HAG nè, SHB nè, VGC và SHS. Thì hôm nay thị trường có biến động khá là mạnh là
về mặt nhiều cổ phiếu mà bị bán khá là mạnh đó, và cái tâm lý thị trường nó cũng đang bất ổn dần, thì anh chị mình cũng sẽ thấy ở đây nè, là ở cái chỗ thông tin cổ phiếu xếp hạng cổ phiếu á, hiện tại bây giờ hôm nay á, chỉ có 10 mã được đánh giá là điểm tích cực thôi, còn đa số là trung lập và tiêu cực. Thì anh chị mình để ý, nếu mà mình có theo dõi thường xuyên thì mình sẽ thấy là khi mà thị trường bắt đầu có cái sự gọi là tiêu cực điều chỉnh á, thì cái bảng xếp hạng này của em nó sẽ thu hẹp lại, chỉ còn là một số cổ phiếu nhất định thôi, và những cổ phiếu đó đa số là những cổ phiếu mạnh và đi ngược thị trường. Thì anh chị mình có thể thấy là BSR, HAG, GAT, BVS, VGC á, thì đa số tất cả các mã này hiện tại đang khá là mạnh. Ví dụ như em có thể ví dụ như là VGC đi, thay vì thị trường đang giảm thì VGC lại tăng. Thì trong lúc này á, không phải là anh chị mình không còn mã để đầu tư, nhưng cái số lượng sẽ ít lại, chỉ còn một số mã nào mà điểm số mà còn cao đó, nhưng vẫn còn tăng đó. Ví dụ thị trường giảm mà nó tăng, hoặc là thị trường giảm mà nó không giảm, thì thường là nó sẽ có thứ hạng cao. Thì anh chị mình có thể đầu tư cho các mã này, nhưng em lưu ý là vì em đã biết thị trường khả năng là sẽ điều chỉnh, cho nên mình chỉ tham gia với tỷ trọng vừa phải. Giống như em đã từng nói là nếu mình chưa bao giờ tham gia thì mình có thể tham gia tối đa cho em là 30% thôi, còn nếu mà mình đã tham gia rồi thì mình chừa 70% kia để về vùng 1240 thì mình sẽ tham gia tiếp. Em điểm vào một số cổ phiếu ngành nổi bật ngày hôm nay, thì ví dụ như là ngành dầu, dầu thì có BSR và gas là điểm khá là cao, là 8.4 và 8.1. thì em cũng đã từng nói với anh chị mình trước đó đó, là nếu mà mình chưa có tham gia thì mình mới có thể tham gia, nhưng mà tối đa cho em là 30% tỷ trọng thôi. Tại vì mình đã biết là rủi ro, cái hiện tại cái vị thế của mình nó đang khá là rủi ro, mà mình tỷ trọng cao hơn nữa thì em nghĩ là không nên tự mình đẩy cái vị thế của mình nằm ở thế bất lợi á, thì như vậy rất là khó. Thì anh chị mình có thể đầu tư cho các mã mà có điểm tổng kết là trên 8 chấm, như là BSR, Regas. Thì BSG sẽ là phù hợp dành cho các anh chị nào mà là nhà đầu tư thiên hướng an toàn, vì BSR có cái nền tích lũy đi ngang khá là cứng nè, điểm an toàn là 8.1. thì anh chị nào thích an toàn mua BSR để nắm giữ vị thế thì có thể mua BSR nhé. Còn anh chị nào ví dụ như mình không có thích đầu tư ở các mã sàn Upcom á, thì mình cũng có thể đầu tư cho gas. Gas điểm an toàn cũng khá là cao, điểm dùng tiền cũng cao, thì mình có thể đầu tư cho gas. Vị thế ở đây cũng khá là an toàn, thì mình mua cũng để nắm giữ vị thế an toàn là chủ yếu. Ngành tiếp theo là ngành thực phẩm với HAG là 8.2. HAG hôm nay cũng khá là đặc biệt, khi mà thị trường bắt đầu hơi hướng tâm lý điều chỉnh đó, thì HG lại tăng mạnh, điểm dòng tiền thì mình khá cao này. Thì HG lại phụ thuộc vô cái nhóm mà mã lướt sóng mạo hiểm, thì anh chị nào mà lướt sóng mạo hiểm và chưa tham gia thị trường, mình có thể mua HG ở quanh vùng là 20 tới 30% tỷ trọng. Tiếp theo là ngành vật liệu xây dựng, thì là VGC hôm nay khá là nổi trội. Thì VGC á, cũng giống như là HAG, thì VGC là dành cho các anh chị mà thuộc vô nhóm các nhà đầu tư nào thích đầu tư theo dòng tiền, thích lướt sóng nhanh nè, thích gọi là mạo hiểm một chút xíu, thì mình có thể đầu tư VGC. Và em vừa nhấn mạnh lại, nếu mà mình chưa tham gia thị trường thì mình có thể tham gia VGC mà lướt sóng mạo hiểm, còn mình đã có vị thế trước đó rồi thì mình không nên mua thêm nữa, để mà không có gia tăng cái tỷ trọng tham gia thị trường của mình, để mà mình bị rủi ro khi mà thị trường điều chỉnh hơn. Về danh mục của nhóm á, thì khi mà thị trường điều chỉnh á, thì em có thấy là HCM, HCM hôm nay cũng có một phiên gọi là bị bán ra khá là mạnh, thì dẫn tới điểm tổng kết là 6.1 và tiêu cực. Thì trước nay đa số khi mà em bán cổ phiếu á, thì khi nào mà điểm tổng kết mà nằm dưới 6 á, thì em sẽ bán ngay lập tức. Thì hiện tại là HCM vẫn chỉ mới là 6.1, thì em sẽ đợi phiên tiếp theo thôi, là HCM có về dưới 6 chấm hay không. Nếu kết phiên HCM vẫn 6 chấm thì em sẽ bán HCM ra. Thì video đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các anh chị nhà đầu tư mình đã theo dõi video. Chúc anh chị mình có một ngày giao dịch thành công và hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.